Em sale đâu. Thôi, con cho nó ăn đã. Thôi, cho nó ăn đã mẹ. Nổi lên như một cái tên vàng trong làng trend của Việt Nam, Phương Hữu Dưỡng đã nhanh chóng thu hút nhiều khán giả qua những màn chơi khăm người khác. Phải nói những màn trend vô cùng độc đáo, mới lạ và đặc biệt là không đụng hàng. Nhờ sự nỗ lực mà vị YouTuber này đã gặt hái được nhiều thành công, có được những video vượt mặt lượt view của những ca sĩ hàng A đình đám của Việt Nam. Cũng từ đó mà anh có thêm nguồn thu nhập khủng để tạo những con xe đắt tiền, tự thưởng những chuyến du lịch xa xỉ hay những món ăn sang chảnh mà nhiều người mong ước. Không chỉ giàu về vật chất mà anh còn giàu về tinh thần khi liên tục kêu gọi giúp đỡ cho những người khó khăn. Vậy liệu bạn đã biết hết về những bí mật về anh chàng này? Hãy cùng khám phá về Phương Hữu Dưỡng, nam YouTuber thích trend nhất Việt Nam. Và nếu bạn yêu thích anh chàng này thì hãy comment xuống bên dưới nhé. Tài sản. Sau nhiều năm gắn bó với nghề YouTube, Phương Hữu Dưỡng đã đem về cho mình một khối tài sản khổng lồ. Đầu tiên phải kể đến hai chiếc mô tô phân khối lớn là Kawasaki Ninja 400 và Z1000. Chiếc Z1000 được anh tậu về vào khoảng cuối tháng 1 năm 2019 với giá khoảng 400 triệu đồng. Sau khi mua về, anh còn chi một khoản tiền khủng để độ con xe này. Tính từ lúc tôi chơi phân khối lớn thì khả năng là mất khoảng độ hơn 100 triệu một năm nay, trong khoảng 1 năm. Tuy thời gian này anh lại không sử dụng chiếc xe nhiều, anh chia sẻ rằng bản thân không có nhiều thời gian để đi. Thêm nữa vợ anh lại đang mang thai nên không tiện đi phân khối lớn. Chiếc xe để lâu đến nỗi mà họ hàng nhà chùa kéo nhau vào làm ổ và cắn đứt nhiều đường dây điện khiến anh phải bỏ tiền đi sửa. Được một thời gian anh quyết định chia tay với Z1000 vì cảm thấy chiếc xe phân khối lớn mà để phủ bụi thì rất đáng tiếc. Chia tay chưa được bao lâu thì cuối năm 2019 anh lại chi tiền để rước Ninja 400 về nhà. Niềm đam mê phân khối lớn của anh đúng là bất diệt. Bên cạnh những chiếc mô tô, anh còn từng chi tiền để tậu chiếc Hyundai Santa Fe với giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Anh cũng từng gây ấn tượng khi có màn rước dâu cùng chiếc xe hợp Lexus môi trần sang chảnh. Bên cạnh những chiếc xe đắt tiền, cuộc sống của anh và gia đình cũng cực kỳ sung túc và sang chảnh khi liên tục update những video ăn cua hoàng đế, tôm hùm Alaska với giá tiền tới chục triệu đồng. Nếu bạn từng coi các video của anh, hẳn bạn từng thấy một chú chó Alaska đáng yêu. Đây là chú cúng anh mua về lúc còn nhỏ với giá 14 triệu. Nó bao nhiêu tuổi rồi? 2 tháng tuổi. 2 tháng tuổi rồi nó bé tí xíu à? Nó cũng phải chỗ này chứ đấy. Đỉnh 6 cân rồi. 2 tháng tuổi bé mà anh. Thế mà 14 triệu đấy. 14 triệu ui mắc kia. Những ngày lễ hoặc những dịp đặc biệt, anh luôn đãi gia đình những bữa ăn thịnh soạn và đắt tiền. Anh cũng thường dẫn cả nhà đi du lịch. Anh từng thuê một du thuyền lớn để dạo chơi và quay vlog. Hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện clip trốn tìm ở trên du thuyền. Và đây là cái du thuyền tôi mới mua. Thì cũng rẻ thôi các bạn ạ. Thì cũng 1 triệu đô thôi. Để đáp lại tấm lòng của fan cứng, nhiều lần anh còn gọi điện trò chuyện và tặng tiền cho các bạn. Đấy là 3 triệu thuộc về em. Bên cạnh đó, anh còn cho các khán giả thấy được tấm lòng của anh đối với những hoàn cảnh khó khăn. Anh thường xuyên kêu gọi quyên góp giúp đỡ những trường hợp bất hạnh. Sau mỗi lần như vậy, anh đều làm một video cảm ơn đến từng người đóng góp. Đã ủng hộ 100.000, anh Phạm Văn Đinh, cảm ơn anh. Tiếp bạn tiếp theo là 100.000, Tạ Thị Mai, Thái Bình, chuyển khoản ủng hộ. Anh còn tự mình tài trợ cho một bạn học sinh khó khăn, hỗ trợ kinh phí để bạn này có thể hoàn thành đến hết chương trình học 12. 100.000 người like, cái like ấy, thì tôi sẽ nuôi bạn Tâm đến hết lớp 12. Bạn thấy tấm lòng của anh chàng này thế nào? Comment chia sẻ xuống bên dưới nhé! Trước khi đến với sự nghiệp YouTuber thì anh là ai? Hãy cùng tìm hiểu một tí ở phần tiếp theo. Dưa hấu này. Ok, quấn 1.000 chiếc vịt. Xem kết quả. Thân thế xuất thân. Phương Hữu Dưỡng, sinh năm 1994, quê ở Lương Tài, Bắc Ninh. Anh sinh ra trong một gia đình cũng khá giả nên anh có cơ hội đi hết con đường đại học. Anh từng là sinh viên ngành công nghệ thông tin tại Đại học Kinh Bắc. Tuy nhiên dù tốt nghiệp đại học, nhưng Hữu Dương lại bén duyên với công việc YouTuber. Anh không ngừng học hỏi và cố gắng để phát huy kênh của mình. Và đến ngày hôm nay, số lượng người đăng ký kênh của anh đã lên hơn 6 triệu và trên tài khoản Facebook đã thu hút hơn 212.000 lượt theo dõi, một con số không hề nhỏ chút nào. Dù là một YouTuber nổi tiếng, thế nhưng anh chàng này lại có phong cách sống khá giản dị, chưa từng dính scandal chơi bời hay khoe khoang, đặc biệt là chuyện tình cảm riêng tư, Dương lại càng kín tiếng. Bình thường, cộng đồng mạng thường thấy chàng trai này có vài clip quay cùng những cô gái xinh đẹp và gọi họ là em gái mưa. Nhưng bản thân Dưỡng chưa bao giờ công khai về mối quan hệ của mình. Rồi bỗng một ngày đẹp trời, anh lại gây sốc khi đăng tải đoạn video đám cưới của mình. Đồng ý làm vợ anh nhé. Đồng ý không? Được biết, cô dâu của anh tên là Hải Yến, là người cùng quê với anh. Cả hai đã có một thời gian tìm hiểu, nhưng cô gái này gần như không xuất đầu lộ diện trước khi cưới YouTuber. Đến nay cả hai đã có cho mình một cô công chúa nhỏ, tên thường gọi là Bông. Cô bé thường xuyên được bố của mình chia sẻ những hình ảnh đáng yêu trên trang cá nhân, cũng như YouTube.
và đương nhiên là các khán giả đều yêu mến cô bé này. Sau khi bắt đầu vào con đường YouTube thì Hữu Dưỡng đã gặt hái những thành công nào và những khó khăn nào anh đã trải qua, cùng tìm hiểu tiếp nhé. Sự nghiệp làm YouTube. Dù tốt nghiệp đại học nhưng do không muốn lựa chọn cuộc sống văn phòng như nhiều người nên anh đã quyết định dấn thân vào lĩnh vực YouTube. Mới đầu kênh YouTube của anh có tên là BAD John nhưng chỉ thu hút rất ít lượt xem, nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc. Thức ngày thức đêm để quay video, dựng video, tóm lại một ngày tôi có thể thức đến 3 giờ sáng để làm việc, ngày nào thức rất là muộn. Sau hơn 1 năm nỗ lực, tìm tòi cái mới, cái thú vị, kênh của anh đã đạt hơn 3 triệu lượt đăng ký. Các chủ đề của anh dần chuyển sang các thể loại John và thử thách để có thể tăng lượt view hơn. Vốn sinh ra và lớn lên ở vùng quê Quan Họ Bắc Ninh, nên những video, clip mà Hữu Dưỡng đăng tải mang đậm màu sắc làng quê, nhưng cũng không kém phần thú vị. Nếu NTN là người đi đầu trong làng John người khác, thì Hữu Dưỡng ác hẳn phải chiếm vị trí thứ hai, hoặc đôi khi có thể vượt mặt cả đối thủ. Các video John của anh luôn hài hước, khiến người xem phải cười lan cười bò. Bạn từng thấy ai vì muốn John mẹ mình mà dắt cả nguyên con bò về nhà thế này chưa? Hay có ai lầy lội hơn đến mức cầm cả một xấp giấy tiền đô la âm phủ ra tìm để mua SH như anh chàng này chưa? Dám chắc là chưa ai có thể nảy ra những sáng kiến táo bạo như anh chàng này đâu. Những người anh em trong gia đình cũng như những người bạn của anh cũng góp phần rất nhiều trong các video tạo ra những phút giây sảng khoái cho người xem. Trước khi chuyển sang các chủ đề liên quan đến John, Hữu Dưỡng từng cho ra series ăn mọi thứ với nước chấm hoặc sốt. Bạn không thể tin đâu, series này đã thu hút hàng triệu lượt view cho mọi video của anh. Ví dụ như video ăn mọi thứ với Milo đã có hơn 30 triệu lượt view. Một trong những video thành công nhất và cũng là video được xem nhiều nhất trên kênh chính là chấm tất cả mọi thứ với cà phê. Đoạn video đã thu về hơn 290 triệu lượt xem. Bạn biết không, MV siêu phẩm Hãy Trao Cho Anh của sếp Tùng đã được đầu tư hơn 66 tỷ cùng với nam rapper đình đám Snoop Dogg. Thế nhưng MV đến nay chỉ đạt hơn 240 triệu view, thấp hơn so với chiếc vlog được đầu tư vài chục ngàn của Phương Hữu Dưỡng. Hiện tại ở Việt Nam, chắc hẳn chưa có video vlog nào vượt qua video khủng này của anh. Bạn có xem video này chưa? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Không chỉ series ăn uống, nam YouTuber còn sở hữu nhiều video có lượt view ấn tượng ở mức vài chục triệu lượt xem. Khi mọi thứ đã vô khuôn khổ, anh lại tiếp tục tạo thêm hai kênh mới. Đó là PHD Vlog, nơi anh chia sẻ những hoạt động thường ngày của mình cùng gia đình, đặc biệt là cô con gái, và một kênh nữa là PHD Game để đăng tải nội dung về game. Tuy nhiên, không có con đường nào là bằng phẳng. Dù đã gặt hái nhiều thành công, nhưng trên chặng đường YouTuber của anh, đôi khi cũng có những nốt lạnh. Dù biết là John cho vui, thế nhưng đôi khi những hành động đó lại khiến người khác cảm thấy khó chịu. Anh từng phải xóa đi nhiều video John bị cư dân mạng chỉ trích, như đổ 400 quả trứng lên đầu người qua đường, hay các video mà bản thân anh cũng cho là nghịch dại, không an toàn như John uống keo 502. Thế nhưng đó chỉ là ngày xưa thôi, còn bây giờ anh đã thay đổi và phát triển vượt bậc với những nội dung an toàn và lành mạnh hơn. Với sự phát triển mạnh mẽ từ cái nghề YouTuber đã giúp anh có một cuộc sống nhiều người mơ ước. Vậy anh đã thu về những con số nào từ YouTube? Hãy cùng xem nhé! Đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được trong đời, cầm vào đồng tiền tự mình làm ra, mồ hôi, nước mắt của mình, cảm giác rất là vui, hạnh phúc. Doanh thu. Là một YouTuber chính hiệu, số tiền kiếm được mỗi tháng từ kênh không hề nhỏ, nhưng bản thân Phương Hữu Dưỡng lại lựa chọn một cuộc sống khá giản dị. Ít ai biết anh giàu có thế nào, họ chỉ biết được thông qua những video vlog anh chia sẻ và đăng tải. Hiện tại anh đang quản lý 3 kênh YouTube, đó là Phương Hữu Dưỡng, PAD Vlog và PAD Game với tổng lượt view lên đến gần 4 tỷ view. Theo thống kê Social Black, con số này có thể giúp nam YouTuber thu về nguồn doanh thu khủng hơn 44 tỷ đồng, trong đó kênh Phương Hữu Dưỡng chiếm tới 95% nguồn thu nhập. Theo trang thống kê Social Black, mỗi tháng kênh này có thể giúp anh thu về con số ít nhất khoảng 283 triệu đồng. Và trung bình mỗi năm, anh chàng này có thể bỏ túi từ 150,7 ngàn đến 376,8 ngàn đô, tương đương 3,3 tỷ đến 8,4 tỷ đồng. Một con số thật đáng ngưỡng mộ phải không các bạn? Hai tôi có một thử thách cho Vinh Nẻ, đó là thách Vinh Nẻ tiêu hết 10 triệu trong vòng 10 phút. Bạn nghĩ thế nào về thành công của anh chàng này? Chia sẻ xuống dưới cho mọi người biết nhé. Like và subscribe kênh để ủng hộ kênh ra nhiều video thú vị hơn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.